với giá là 99.000 một váy nha các chị đẹp nha. Trời ơi, một chiếc váy thướt tha nhẹ nhàng cho mình luôn. Mặc ở nhà, mặc đi chơi, mặc đi tiệc hay là mình mặc đi ra ngoài, đi dạo phố rất là ok, đi cà phê luôn nha các tình yêu nha. 99.000 một váy cho em thôi. Rất nhiều các cái họa tiết mẫu đang cầm trên tay nha. Mẫu giúp chị cho khách xem từng họa tiết. 99.000 một váy. Cứ chọn giúp em là váy cộng số điện thoại. Hai váy bên em miễn phí vận chuyển nhá. Phải kèm số điện thoại và chia sẻ livestream cho em. Họa tiết hoa ở phía mẫu đang cầm này, mình thích hoa mình lên cho em. Mình không chọn chuẩn 100% mà bên em cho chúng mình chọn là họa tiết xích hay là họa tiết hoa, màu sáng hay màu tối. Còn màu là bên em sẽ chọn auto nhá. Khi mà chốt đơn thì em ơi chị thích màu sáng lắm, em chọn cho chị những cái tông sáng thì bên em sẽ chọn cho các chị tông sáng. Em ơi chị thích màu tối vì chị trung niên thì bên em sẽ chọn cho các chị màu tối. Hai váy cộng số điện thoại cho em là bên em miễn phí vận chuyển. Một váy là 99.000 một váy nha các tình yêu nha. Đó, mẫu sẽ cầm từng màu lên cho các chị xem này. Đây là màu hoa cho em nhá, 99.000 giúp em, quá đẹp đi các chị yêu ơi. Mẫu cầm màu sắc trèo ở phía sau chị nhá. 99.000 váy hoa cho em này. Đó, 99.000 tông đỏ cho em này. Rồi ok là 99.000 màu xanh than, quá sang đi các tình yêu ơi. Cái váy chữ A quá đẹp nhá. Có 99.000 một váy. Hai váy là bên em miễn phí vận chuyển rồi, kèm ngay số điện thoại đi. Chị nhận được rồi em ơi, mặc mát và thích lắm. Đấy, rất nhiều các tình yêu ơi. Cái chất liệu là chất liệu lanh nhung nha các tình yêu nha. Chất liệu lanh nhung mặc sướng, sướng đời lắm luôn các tình yêu ạ. Đấy, em bao cho các tình yêu là 68 cân đổ về mặc được. 3 size S, M, L và XL nhá. 68 cân đổ về mặc được cho em nhá các tình yêu nhá. Có 99.000 một váy, chiếc váy chữ A thôi. Mình mua về mình mặc đi, hoặc là tặng bà, tặng mẹ, tặng cô đi được chưa? Rồi tình yêu Thu Huyền, hai váy cho em kèm số điện thoại chia sẻ cho em này. Ánh Ngọc, hai váy kèm số điện thoại chia sẻ cho em. Hai váy là miễn phí vận chuyển rồi này. Rồi tình yêu gì đây? Tình yêu Lily cho em hai váy ok, tình yêu kèm số điện thoại này. Tất cả các tình yêu ơi, cứ hai váy em miễn phí vận chuyển. Một váy có 99.000 thôi. Đấy, rất nhiều họa tiết nha. Mình thích màu họa tiết xích thì các tình yêu báo với em là em ơi lấy cho chị họa tiết. Còn các tình yêu thích hoa, các tình yêu bảo là em ơi lấy cho chị họa tiết hoa. Đấy, em chỉ có hoa và họa tiết, hai cái màu của bên em nhá. Và mình chọn màu sáng hay màu tối chứ mình không chọn đích xác một màu. Bên em sẽ chọn màu auto ngẫu nhiên. Các chị chỉ cần nói là em ơi bây giờ chị mua tặng mẹ mà mẹ chị tầm 60 tuổi rồi, em chọn cho chị những cái tông màu tối là nhân viên bên em sẽ auto chọn màu tối cho chúng mình. Còn nếu mà mình mua tặng cái tầm tuổi mà 30 đến 35 bên em sẽ auto chọn những cái tông màu sáng và sặc sỡ cho chúng mình được chưa? Cứ thích tối hoặc sáng comment giúp em. Hai váy là miễn phí vận chuyển, 99.000 một váy. Một váy có ship không em? Dạ có luôn chị ơi, một váy phí ship là 30.000 cho em nhá. Đấy, cái dáng rộng rãi thoải mái quá trời đi các tình yêu ơi. Đấy, chưa nhà ai làm cái hàng này mà làm rộng rãi như nhà em cả. Nhà em làm rất là thoải mái về vải nha các tình yêu nha. Dáng chữ A này cực kỳ mát luôn và hàng ba lỗ nha các tình yêu nhá. Em bao cho các tình yêu kiểm hàng luôn, hàng lanh nhung 100%. Mở hàng ra xem cái chất liệu vải và cái mịn bằng trước là các tình yêu ơi. Không nhăn, không xù, không pai gì cho em luôn. Có 99.000 một váy thôi các tình yêu ơi, quá rẻ đi. Đầu mùa và đầu vụ em thích cái váy này quá mà em đã, chính bản thân em đã phải đi mua với giá 208. Được chưa? Mà ngày hôm nay em xả cho các tình yêu 99.000 một váy cộng số điện thoại và chia sẻ livestream cho em. 65 cân em có size nha Thu, chị yêu Thu Su Thi ơi. 65 cân em có size nha. Rồi lên nhanh giúp em là màu váy cộng số điện thoại thôi. Cứ váy cộng số điện thoại, một váy cộng số điện thoại hoặc hai váy cộng số điện thoại cho em. Rất nhiều các họa tiết mẫu thay liên tục họa tiết trên màn hình giúp chị này. Rồi tông tông đỏ cho em nhá. Đấy, tông màu xanh than cho em này, 99.000 một váy này. Lên tiếp cho chị màu vàng cho em có 99.000 một váy thôi này. Hai váy là em miễn phí vận chuyển cho các tình yêu nha. Rồi hoa cho em này. Đấy, các bà, các cô, các mẹ thích hoa lắm đi. Đẹp quá trời luôn, mặc mát mẻ mà cực kỳ đẹp luôn nha. Có 99.000 một váy thôi. Mẫu treo váy lên cậy cho chị và em đi lại giúp chị này. Đó, các tình yêu nhìn này, nhìn cái form váy này, ui đẹp quá trời luôn các tình yêu ơi, rộng rãi thoải mái nhá, dáng chữ A cho em luôn. Có 99.000 một váy kèm số điện thoại cho em đi. Đấy, mình chọn tông sáng hay tông tối thôi. Nhưng mẫu em đăng lên là tông sáng nha các tình yêu nha. Các tình yêu bảo là em ơi cho chị một cái tông sáng, một cái tông tối, hoặc là cho em cho chị hai cái tông tối đi vì chị mua tặng mẹ. Được chưa? Thì các cô trung niên ấy, nhiều cô là thích kiểu nhẹ nhàng nhã nhặn thôi, mình không thích quá sặc sỡ được chưa? Hai váy là miễn phí vận chuyển cho em luôn nha các tình yêu nha. Có 99.000 một váy cho em thôi. Giờ mẫu nhà em sẽ lên tiếp tục giúp các tình yêu nhá. Mẫu lên cho chị một xanh than đi.
Đấy, cái màu xanh than ấy quá là xinh luôn các tình yêu ơi. Kèm số điện thoại cho em, không cần chờ bên em phải đọc tên. Vì em xả nhá, các tình yêu, váy này giá gốc của bên em là 280 mà em xả còn 99.000 là lấy là thu hồi ơi, còn bị lỗ các tình yêu ạ. Đấy cho nên là nhanh tay comment giúp em nhá, mẫu lên giúp chị, mặc giúp chị thử cái màu này đi. Còn 99.000 một váy giúp em thôi. Hai váy là bên em đi đơn miễn phí vận chuyển cho các tình yêu luôn, được chưa? Hai váy là miễn phí vận chuyển rồi. Kèm số điện thoại đi. Chị nhận được váy rồi, đẹp lắm em nhé. Rồi ok tình yêu này, rất nhiều các chị đẹp đã nhận được hàng rồi. Rồi Bích Ngọc gì đây? Chị cho chị ba váy ba màu giống nhau được không em? Được luôn nha chị yêu ơi. Em sẽ cố gắng em sắp cho các tình yêu. Mình chọn tông sáng hay tông tối. Còn những cái chị nào mà sắp đi chơi, đi biển, đi tiệc mà mình thích mặc cả team của mình một màu thì báo với em luôn là bên em lên cho các chị. Ui các tình yêu ơi, lên ngay cho em đi, kèm số điện thoại cho em đi, quá xinh luôn. Đấy cái váy chữ A này quá xinh luôn. Đấy các tình yêu, của cái đai nhá, em giúp chị thắt nhẹ một chút ở phần eo đi. Đấy có cái đai nhá, mình thắt cái đai ngang bụng cho em. Đấy cũng đẹp luôn, cũng xinh luôn nhá. Còn nếu không mình thả suông cho em thả suông. Đấy mặc cho em cái dáng chữ A quá đẹp đi. Có 99.000 một váy thôi. Hai váy là bên em đi đơn miễn phí vận chuyển luôn. Một váy là phí ship là 30.000 nha các tình yêu nha. 99.000 đồng một váy, kèm số điện thoại cho em. Chất liệu của bên em là chất liệu lanh lụa. Các tình yêu, em không bán lanh thường, em bán lanh lụa cho các chị đẹp luôn. Không đẹp trả hàng, giao hàng tới kiểm hàng, nhận hàng, thanh toán kiểm hàng giúp em luôn. Lanh lụa dày dặn mà nó mát một cách khủng khiếp luôn các tình yêu ạ. Em cầm em lạnh tay luôn nha. 99.000 đồng một váy, kèm ngay số điện thoại cho em dưới livestream nha các chị đẹp nha. Tranh nhau lên đơn rồi mà không kèm nhanh số điện thoại, thoát cái like này ra là không có chị nào được mua cái giá này nữa đâu nha. 99.000 một váy, hai váy là bên em miễn phí vận chuyển cho các chị luôn, được chưa? Kèm số điện thoại giúp em nha các chị đẹp. Chia sẻ livestream giúp em nha, cho chị xem lại màu vàng ban nãy. Các tình yêu ơi, không chọn màu chuẩn nha. Mình chỉ chọn tông sáng hoặc tông tối thôi. Còn vàng, đỏ, xanh em chọn auto cho các chúng mình luôn, được chưa? Tức là mình thích màu tối hay mình thích màu sáng mình comment cho em. Đấy, là em ơi chị thích màu tối, em ơi chị thích màu sáng thì bên em sẽ auto lên đơn tối sáng cho chúng mình. Chứ bây giờ cái hàng này là hàng Trung Quốc. Em nói thẳng luôn là vải em nhập từ Trung Quốc các tình yêu ạ. Gớm mua được cái vải Trung Quốc về mặc đã sướng quá. Thì cái họa tiết nó sẽ thay đổi liên tục auto đấy các tình yêu nha. Cho nên là mình chỉ chọn tông sáng hoặc tông tối thôi. Hai váy miễn phí vận chuyển, kèm số điện thoại cho em nhá. 65 cân em có size, 67 cân em có size, kèm ngay số điện thoại cho em đi. Mẫu cầm giúp chị bông hoa lên nhá. Rất nhiều chị thích bông hoa. Đấy, bông hoa và cái màu đỏ ấy kìa, quá xinh luôn. Hai cái màu đấy mới về hot luôn các tình yêu ạ. Về bao nhiêu em hết và bấy nhiêu luôn cái hàng hoa này của em này. Cái bông hoa quá đẹp luôn, nó in nền vải quá sắc nét luôn nhá. Và em bao luôn các tình yêu, vo đánh máy thoải mái cho em đi. Rách quay lại đây em đền các tình yêu luôn, được chưa? Có 99.000 đồng một váy thôi. Đấy, hai váy miễn phí vận chuyển, cứ hai váy lên đơn, hai váy kèm số điện thoại. Bên em lên đơn hàng thành công cho chúng mình nhá. Phải kèm số điện thoại cho em. 40 cân có mặc được không chị ơi? Mặc được thoải mái luôn. 40-45 này, 50-55 này, 68 cân có size, 65 cân em bao luôn, được chưa các tình yêu? Kèm số điện thoại cho em với dáng váy suông chữ A. Chất liệu là lanh, lanh nhá. Lanh nhưng mà phải là lanh nhung thì mới mua, chứ còn lanh thường thì không mua, được chưa? Lanh nhung 100% đẹp chuẩn luôn. Có 99.000 đồng thôi. Hai váy là miễn phí vận chuyển cho các tình yêu luôn. 99.000 đồng một váy nha các tình yêu nha. Kèm số điện thoại để lên đơn giúp em nhá. Những cái đơn hàng nào mà không có số điện thoại em hủy hết, được chưa? Tranh nhau giành giật rồi mà em chỉ còn có 300 cái váy em xả nốt trong ngày hôm nay thôi. Nếu như mà không chốt ngay tại cái like này thì một tí nữa là em tắt cái like đi là thôi không còn. Thật sự em muốn để lại vài cái em mặc lắm, nhưng mà nhiều chị qua shop em ấy cứ bảo là thôi em để lại cho chị cái lô này đi, em để lại cho chị đi, chị về chị mặc vì nó quá mát đi. Đấy, được chưa? Mặc thoải mái vô cùng luôn. Ở nhà này, mẫu em bảo là chị ơi cái váy này cho người trung tuổi ạ. Em thích quá mà em mang về em mặc được không? Bảo là thoải mái đi, tại vì mặc ở nhà cũng được. Mình mặc rất là thoải mái, rất là mát vì cái chất liệu lanh nhá các tình yêu nhá. Hè mình mặc lanh là số 1, thun lạnh là số 2. Mình mặc những cái chất liệu này nó rất là mát và nó thấm hút mồ hôi. 99.000 đồng một váy cho em. Hai váy bên em miễn phí vận chuyển nhá. Cho chị xem lại tông đỏ. Ok, mẫu lên cho chị tông đỏ này. Cầm cho chị cái đỏ lên đây, cái vàng cái kia đó, cái vàng mà vào cây kẻ vừa mới về đấy. Đấy, những cái tông em về liên tục luôn, đẹp quá trời đẹp đi các tình yêu ơi. Đấy, các tình yêu nhìn thấy không, em cầm cho các tình yêu xem này. Đấy, cái mặt vải của nhà em, cái lanh nhung ấy, sò sướng mịn vô cùng luôn các tình yêu. Đánh máy, giặt máy, quay tay thoải mái cho em. 99.000 đồng một váy. Và hai váy là bên em miễn phí vận chuyển, được chưa? Phải kèm số điện thoại và chia sẻ livestream cho em. Shop bên em là shop Trang Nhung ở Thái Nguyên. Đấy, những cái đơn hàng nào mà gửi đúng từ shop bên em các tình yêu nhận. Đấy, không phải shop bên em các tình yêu hủy hết đơn hàng cho em nha. 99.000 đồng một váy thôi. Bạn mẫu nhà em là bạn ấy khoảng 48-49 cân và bạn ấy cao 1m68.
gần 1m7, các tình yêu cả tính cả cái đôi guốc vào là 1m7. Mặc thoải mái vô cùng cho em luôn đi, được không? Mát mẻ thoải mái. Đấy, đến thích quá còn bảo là chị ơi cái này mặc ở nhà được không? Vì nó mát nó sướng quá mà. 99.000 đồng một váy cho em nhá. Rất nhiều các tông màu, mẫu cầm tất cả tông màu lên thay. Cầm xoay auto tay cho chị để cho khách chọn ạ. Các tình yêu ơi, không chọn màu chuẩn xác cho em, tức là không chọn nhất nhất nha. Cứ hoa cho em là hoa em chọn auto luôn. Đấy, cứ hạ cứ 99.000 một váy, hai váy là miễn phí ship. Em xả nốt cái lô này còn có 500 cái thôi. Đấy, màu vàng cho em đi. Họa tiết nha, các tình yêu thích màu sáng, thích màu tối comment là hai váy kèm số điện thoại, một váy kèm số điện thoại cho em. Có 99.000 đồng một cái và hai cái em miễn phí vận chuyển luôn. Tông cho em này. Ui cái vạch đỏ xinh không? Đấy quá sang luôn, da nào bạn nào mà trắng chút mặc cực kỳ ok luôn nha. Có 99.000 đồng thôi. Lên tiếp cho chị các cái tông tiếp theo màu vàng em mặc từ đầu livestream này các tình yêu này. Đó, cứ hai váy kèm số điện thoại, hai váy kèm số điện thoại là miễn ship luôn đó các tình yêu luôn, được chưa? Miễn ship là cái phí ship của bên em giao đi giao về em cũng mất mấy chục nghìn tiền phí vận chuyển rồi nha các tình yêu nha. Đấy, cho nên là các tình yêu lưu ý giúp em này, lên đơn hàng thành công cho em là váy cộng số điện thoại cho em là bên em lên đơn hàng, được chưa? Những cái chị nào mà cứ cho chị một váy, cho chị hai váy mà không có số điện thoại, bên em hủy hết đơn. Vì sao? Hàng rẻ quá mà, xả có một chút ít trong livestream thôi, nên là các tình yêu phải nhanh tay cho em nhá. 99.000 đồng một váy và hai váy là bên em miễn toàn bộ phí vận chuyển cho các chị đẹp luôn, được chưa? Đấy, lên nhanh giúp em với cú pháp là váy cộng số điện thoại, cứ cộng số điện thoại là được. 65 cân có size, 68 cân có size nha chị đẹp nha. Rồi cho chị hai váy ok tình yêu này. Rồi cho chị một váy màu tối, một váy màu sáng ok tình yêu. Chọn màu sáng tối thoải mái cho em nhưng không chọn họa tiết. Họa tiết bên em thay đổi auto theo từng đợt hàng về vì hàng này hàng Trung Quốc các bác ạ. Em không làm hàng Việt Nam, em đánh thẳng hàng Quảng Châu, hàng Trung Quốc về em bán cho các bác luôn với cái giá 99.000 quá hời luôn nha các bác nha. Rộng rãi bầu bì mặc thoải mái cho em. Đây mẫu nhà em là các bạn ấy eo rất nhỏ nhưng mà bình thường các chị cái tình hình dung cho em đến bụng bầu bì 5-7 tháng mặc vẫn thoải mái cái váy này luôn, mát lắm, cực kỳ thoải mái cho em luôn nhá. 99.000 tặng bà, tặng mẹ, tặng cô, hai váy kèm số điện thoại, chia sẻ livestream cho em. Hai váy kèm số điện thoại là bên em miễn phí vận chuyển cho các chị đẹp nha. Lên nhanh đơn hàng thành công giúp em này. Rồi bây giờ bên em sẽ chuẩn bị chuyển mã nha các chị đẹp nhá. Những cái chị đẹp nào mà chưa nhận được hàng hay là chưa đặt được đơn của bên em thì nhanh tay, là cái cú pháp đặt hàng của bên em rất là đơn giản. Bây giờ chờ em đọc tên thì em nói thật với các bác là em có mà đọc đến sang năm không hết vì em like trên 4 máy nha các bác nhá. Em chỉ đọc tên đại diện một số chị được thôi. Còn bây giờ là cứ giúp em là hai váy kèm số điện thoại, màu sáng màu tối kèm số điện thoại, hoặc cho chị hai váy màu bên em tư vấn sau kèm số điện thoại cho em. 99.000 một váy và hai váy là bên em miễn phí vận chuyển cho các chị đẹp luôn nha các chị đẹp nha. Đấy, đủ các tông màu luôn, mẫu rơi cho chị này. Màu đỏ này, tông đỏ đen cho em này. Đấy, chị nào thích cái tông tối thì chọn cái này nhá. Gọi là ghi giúp em là tông tối này. Màu hoa cho em này, tặng bà, tặng mẹ, tặng cô cho em luôn, được này, quá xinh luôn. Auto họa tiết bên em sắp nha các tình yêu nha. Rồi rực rỡ luôn, một em màu vàng nha các tình yêu nha. Em về toàn họa tiết đẹp cho các bác ạ. Em đã nhặt là em nhặt toàn hàng đẹp chứ em không bao giờ em bán hàng xấu. 99.000 một váy cho em thôi. Hai váy là bên em miễn phí vận chuyển cho các tình yêu nha. Dáng váy xuông chữ A 40 cân đến 65 cân em có size cho các chị đẹp chúng mình, được chưa? Đấy, lên nhanh cú pháp giúp em. Váy cộng số điện thoại, hai váy cộng số điện thoại và chia sẻ livestream giúp em nha các tình yêu nhé.